phẩm mình vừa mới làm xong một món canh ngọt mát cho ngày hè. Các nguyên liệu để làm cái món canh này thì mình sẽ mời các bạn cùng vào bếp với mình sau đây ạ. Ai cũng thích ăn khi ngày hè nóng nực này nhé. Đây các bạn ạ, đây là các nguyên liệu để mình làm món này nhé. Đó là canh rau tập tàm với mọc các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một nắm rau tập tàm ạ và mọc nhé. Tùy theo mình ăn nhiều thì mình sẽ dùng nhiều mọc nhé. Các bạn cho mình vào đây 2 quả cà chua, 1 ít hành nhé. Trước tiên thì mình sẽ ướp cái phần mọc đã để cho các gia vị ngấm vào cái phần mọc này. Mình muốn ăn cái phần mọc này nó đậm đà gia vị thì mình ướp vào đây nhé. Các bạn cho mình vào đây một chút muối ạ, chút tiêu và chút hạt nêm. Để cho cái phần mọc này không dính, các bạn có thể cho một chút dầu ăn này nhé, để mình bóp vào tay nó sẽ không bị dính ạ. Trộn đều lên. Khi mọc mình đã trộn đều, các bạn để cho mình 15 phút ạ. Rau mình sẽ nhặt để mình đem đi mình rửa nhé. Đây được gọi là rau dền cơm các bạn nhé. Thì mình dùng vài loại rau vào ấy, còn loại rau dền ấy thì gọi là rau tập tàng các bạn ạ. Cái rau này thì nó mọc ở các ria ruộng thì rất hết rất nhiều ạ. Nhiều lúc mình đi ven đường cũng có ấy ạ. Và mình cho một ít rau dền đỏ này nữa nhé. Cái món này ăn thì rất là ngọt mát, nhất vào ngày hè như thế này. Món ăn dân dã của người nghèo ngày xưa đấy các bạn ạ. Nhưng bây giờ ăn cái món này không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể ăn đâu. Mình mới ngắt đây nhưng mà hôm nay thời tiết nó nóng ấy nên là nó nhanh héo quá. Vừa chỗ nào ấy được nước và mình nó còn tươi một chút. Các bạn nhặt hết cái phần rau này cho mình nhé, sau đó thì mình sẽ đem đi để mình rửa. Thì phần hành các bạn thái ra cho mình nhé. Cà chua mình cũng cắt ra. Quả này các bạn thái nhỏ ra cho mình. Lấu thì rất nhanh chín thôi, cho nên là mình sẽ xe viên cái phần mọc các bạn nhé. Sau đó thì mình lấu nó, cái món canh này thì nhanh chín ạ. Các bạn xe viên tròn này cho mình. Các bạn cho mình một ít dầu vào nhé, không cần nhiều dầu ạ. Rồi, mình sẽ cho hành vào phi thơm lên. Khi cái phần hành này thơm nhé thì các bạn sẽ cho mình cà chua vào. Cái cà chua nhỏ để mình lấy cái màu ấy ạ. Rồi, cà chua này mình cũng cho nốt vào. Mình cho vào đây thìa muối ạ. Thìa hạt nêm nữa nhé.
một chút nước để cho nó mềm cà chua ra. Một chút hạt tiêu. Các bạn đậy vung lại khoảng 5 phút để cho cái cà chua nó mềm ra. Khi cái phần cà chua này nó đã mềm ra các bạn nhé, các bạn sẽ cho mình vào đây phần nước ạ. Bây giờ mình sẽ cho cái phần mọc vào các bạn nhé. Đây các bạn sẽ khi nó sôi lên nhé thì mình sẽ cho cái rau vào, rau dền vào. Khi đã cho rau rồi thì các bạn sẽ mở vung cho mình nhé. Đây các bạn, nồi canh rau dền của chúng ta như thế này là đã được rồi nhé. Các bạn nêm đếm xem vừa chưa. Rồi, mình cho một chút nước mắm nữa ạ. Ngọt thì mình lấy độ ngọt của rau rồi và ngọt từ nước mọc ra rồi ạ, nên là mình không cho bột ngọt đấy nhé. Rồi bây giờ mình cho ra bát là có thể thưởng thức ạ. Để nguội một chút mình ăn thì nó sẽ mát nhé. Với những món ăn vừa đơn giản vừa ngọt mát cho ngày hè như thế này thì các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Nó chua chua ngọt ngọt của cà chua, rau dền, rau tập tàm này. Làm cho món ăn của chúng ta thêm hấp dẫn nhé. Rất là ngon ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đó là món canh rau tập tàm hay canh rau dền nhé. Với mọc ạ, rất là ngon, ngọt, mát như thế này. Các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.